Nơi đâu, cho xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể các bác siêu eo trên miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 5 thì em tiếp tục cân nặng giới thiệu đến các bác một chiếc đầu đến từ thương hiệu của Soli, model của nó là CDP70. Model này thì em bán khá là nhiều rồi, nó được sản xuất năm 1985. Với giá xưởng của nó khá là cao, 64.800 yên, nó tương đương với khoảng độ 13 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại. Và chiếc đầu này thì sở hữu cái xe ngang của nó là 43 cm. Chiều cao của nó là 7 cm và chiều sâu của nó là 27 cm và nó nặng là 4 kg. Nhìn nó nhỏ nhắn như vậy thôi nhưng mà nó rất là chất lượng đấy ạ. Nó sử dụng mắt đọc của Soli 123, dễ thay thế và không kén đĩa. Và phần chip giải mã của chiếc này trang bị hai chip giải mã CXD20017 và con CX23035. Chất âm rất là mộc mạc, chi tiết đều va giải, phù hợp các bác nghe dòng nhạc vàng trước 75 cũng như là bolero, rất là tuyệt vời. Và sau đây thì em cũng xin quay chi tiết cái phần ngoại hình cũng như nội thất bên trong để bác cùng chiêm ngưỡng. Đây là phần mặt tiền. Cái mặt tiền của chiếc đồ này thì đây nó có vết cấn này, vết cấn này. Lại thì cơ bản nhé. Phần lắp lưng thì hơi hơi xấu tí này, nó có ố này. Đấy. Trên. Trên có vết xước nhé. Đây ố này. Đây có xe xước này. Nhưng mà cái lớp sơn này của nó thì khá là bền nhé. Bác dùng vài năm chả sao cả. Đó. Đây là model của nó là CDP70, điện 100V, công suất của nó 11W. Và sơ đi của nó 223679, sơ đi rất là đẹp luôn. Và nó có một đường alốc xuất âm ra, chân giắc mạ vàng nhé, và một đường nguồn cấp ra này. Đây là phần nội thất bên trong. Nội thất bên trong của nó thì còn rất là mới rồi, máy móc zin nguyên bản, mắt đọc zin theo máy luôn, nguồn dụng nguồn Bando. Và một chip giải mã đây 23035 nó nằm đây, ra cùng 17 là phía dưới. Đấy, cơ chụp này. Đấy. Đây là phần đáy phía dưới đây, đáy bên dưới ở đây nó cố nhẹ này, không hiểu gì cả rồi. Và sau đây thì em cũng xin test cái phần mắt đọc cũng như là cái chức năng hoạt động của chiếc này để được thưởng thức. Thì chiếc này bác nào có nhu cầu trong phân khúc giá rẻ, chất âm hay, không quan trọng về cái hình thức lắm, thì em này là một cái sản phẩm đáng để các bác chọn lựa để nghe. Đấy. Giá thành thì bên em bán với mức giá chỉ có 750.000 đồng thôi. Em bao ship toàn quốc cho bác nào chuyển đủ tiền, còn bác nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Trong quá trình nhận hàng thì các bác cứ test kiểm tra, nếu không may sản phẩm bên em gửi đi mà nó có sự cố thì giữ cái tem niêm phong, đóng gói cẩn thận gửi lại bên em kiểm tra đúng lỗi hoàn tiền 100% cho các bác, hoặc các bác đổi cho sản phẩm khác tùy tiện ý của mình. Còn trong quá trình mà đã thủng rồi thì bên em không bảo hành, nhưng bên em hỗ trợ sửa chữa nếu không may sản phẩm bị lỗi mà không có thợ sửa, tiền phí thì các bác thanh toán giúp em. Và em giới thiệu em ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh, số điện thoại là 0907 232 chỗ 9, số điện thoại đèn tiêu đề của video. Các bác có thể liên hệ trực tiếp hoặc kết bạn Zalo em để tiện trao đổi nhé. Đầu thì không kén đĩa rồi, đầu tốt đĩa lòng xanh này, đĩa sao chép, đĩa lòng vàng và cũng đĩa lòng trắng này. Đấy. Các bác cứ chơi từ đĩa phô lô trở lên là mình đang bao, đừng để cái lòng đĩa nó bị ốm mốc bẩn quá thôi nhé, chảy xước quá nhiều thì nó là bỏ đi. Rồi các bác đeo phone vào để thưởng thức nhé. Thank you.
nhìn chung dù đọc đừng một lời nào mai nghĩa cho nhau đưa ta đi đưa ta vào cơn lo trong này chọn đi em từng chèn đường cay đắng cho ta cười trong nỗi xót xa đường giót nữa đi em xót đầy ly cảm xây dựng ta như từ thuở em cứ lên ngôi đi xin đừng buông và đừng sợ bởi ta say nên thần tượng đọc cực tốt ạ. Đã hơn một lần có người bảo bước vào nào hiểu gì đâu cơn mê tình ai tìm về khó mãi vào thời gian mới yêu mong thấy vui vui nhiều mộng mơ hay tránh yêu đến giận hờn vu vơ khi đang yêu chờ nhau trong thương nhớ như bóng hoa nợ cuối mùa ai dám đi ngỡ rằng nếu yêu là khổ trong lúc đang cần thường những ngày thân tiên nhưng
Rồi em xin phép được dừng video test ở đây. Thì chiếc con này mắt đọc rất là tốt, chất âm hay, và giá thì bên em bán mức giá là 750.000 đồng. Em bao với chip toàn quốc cho em là chuyển đủ tiền, còn bác nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Số điện thoại em để tiêu đề của video 0907 223 269, em ở thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em xin chào và hẹn gặp lại các bác video sau ạ.